khi Win S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chạm Đích Vinh Quang của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì các tay đua bước vào chặng thi đấu thứ 6 từ Hà Nội về thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa với lộ trình 127,5 km. Và hôm nay sẽ là một ngày mà tập thể tập đoàn Lộc Trời An Giang nỗ lực rất lớn để có thể đưa Peter Dragunov về đích nhằm rút ngắn khoảng cách trên bảng tổng sắp áo vàng. Và xin mời quý vị hãy cùng đón xem chương trình để xem họ đã làm điều đó như thế nào nhé. Giờ 35 phút thì trọng tài đã phất cờ cho các vận động viên xuất phát thi đấu chặng đua thứ 6 từ Hà Nội về Thanh Hóa, đường dài hơn 120 km. Các vận động viên sẽ được dẫn đi với tốc độ giới hạn trong một khoảng chừng 30 km trước khi ra khỏi địa phận Hà Nội mới xuất phát chính thức. Và đây là giữa ảnh mà đoàn đua chuẩn bị được trọng tài dỡ cờ xuất phát chính thức vào lúc 7 giờ 54 phút tại cầu Dẻ, Hà Nội. Như vậy là đã có khoảng chừng 10 tay đua hoặc là hơn 10 tay đua đã thoát ra được khỏi đoàn đông ở phía sau. Theo thông báo từ phía trọng tài thì lúc này khoảng cách giữa top dẫn đầu với đoàn đông ở phía sau đã lên đến khoảng chừng 20 giây. Chúng ta đã được thấy ở trong hình đây là các tay đua ở trong nhóm dẫn đầu. Và có lẽ nhóm dẫn đầu đã lại có sự phân hóa khi chỉ còn 5 tay đua đang cố gắng để tăng tốc thoát đi. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã thấy những diễn biến tấn công đầu tiên khi các tay đua hướng đến điểm thưởng dọc đường thứ nhất ở trong chặng đua ngày hôm nay. Hiện tại thì top đầu đang hình thành với 5 tay đua. Và sau đó thì ba tay đua còn lại cũng đã kịp nhập top, và trong số 8 tay đua đi đầu đang tạo ra khoảng cách này thì một trong những cái tên rất đáng chú ý đó là tay đua của quân cô 7 mang số đeo 86 Tạ Tuấn Vũ. Tay đua hiện vẫn còn nằm trong khả năng cạnh tranh các danh hiệu cá nhân với khoảng cách hiện tại đang là 3 phút 24 giây so với tay đua đang dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân Timofey Ivanov của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Với cục diện trận đấu hiện tại thì các vận động viên của thành phố Hồ Chí Minh sẽ để cho top 8 vận động viên này đi trên đầu thoát ra để phá điểm thưởng của cũng như giờ thưởng của hai sprint đầu tiên. Và trên màn ảnh của quý vị, chúng ta vừa thấy những hình ảnh trực tiếp từ điểm thưởng dọc đường đầu tiên cách xuất phát 31 km ở trạm dừng nghỉ Thanh Nguyên, Hà Nam. Và đây là màn tranh chấp ở sprint đầu tiên với người giành chiến thắng ở sprint 1, đó là tay đua Hà Thanh Tâm của Pelio Kenda Đồng Nai. Một màn nước rút để tìm kiếm cho mình những vị trí còn lại ở trên bục trao thưởng của chặng đua ngày hôm nay. Đây là kết quả của sprint đầu tiên. Hà Thanh Tâm của Pelio Kenda Đồng Nai là người giành chiến thắng. Về vị trí thứ hai là Lê Nguyệt Minh, vị trí thứ ba là Sava Novikov. Và như chúng tôi đang phân tích thì hiện tại Sava Novikov đã bằng dây cùng với Ivanov Timofey và Igor Folov trong những vị trí dẫn đầu của bảng tổng sắp cá nhân. Đây là hình ảnh của các tay đua đang đi ở trên top 1. Bốn tay đua ở top trên cũng đang rất đồng lòng để tăng tốc độ lên. Lúc này thì tay đua đang mặc áo vàng Timofey Ivanov đang đồng giờ cùng với Igor Folov của thành phố Hồ Chí Minh New Group và Safa Novikov của Nhựa Bình Minh Bình Dương. Và cả ba tay đua này sẽ có thể đều là những người cạnh tranh cho chiếc áo vàng ở chặng đua ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta đang được thấy ở trên màn hình. Đây là nhóm các vận động viên dẫn đầu với 8 tay đua. Top đầu tạo được khoảng cách với đoàn đông phía sau lúc này đã hơn 1 phút 30 giây. Chỉ cần để cho top đông nhóm 1 lúc này đi qua sprint 2 trước tiên thì thành phố Hồ Chí Minh Vinama có thể bảo vệ áo vàng thành công cho Ivanov Timofey. Bởi vì ở đoạn tung nước rút ở đích thì rất khó để Sava Novikov có thể có mặt trong ba hạng đầu và kiếm thêm được giây thưởng. Vâng, lợi thế cho các vận động viên Pelio Kenda Đồng Nai khi trong top này họ có tới 3 vận động viên và đội gạo hàng công trường An Giang có 2 vận động viên. Đó là những lợi thế để họ có thể giành chiến thắng trong sprint 2 này.
Và chúng ta vừa được thấy là các tay đua của Belio Kenda Đồng Nai đã sử dụng chiến thuật hai tay đua kèm và một tay đua thoát đi để buộc cho nhóm phía sau phải có những động thái nhấn bàn đạp, nhưng họ vẫn đang tiếp tục bám đuổi nhau và có lẽ là một tay đua của Belio Kenda Đồng Nai đang bắt đầu tạo ra được những khoảng cách tính bằng giây. Chúng ta đang được theo dõi màn cạnh tranh ở Spring. Một tay đua của Belio Kenda Đồng Nai đã tấn công và họ là những người đã giành chiến thắng. Quý vị khán giả truyền thông mến, chúng ta đang được theo dõi lại màn cạnh tranh ở điểm thưởng trong đường thứ hai tại thành phố Tam Hiệp Ninh Bình với chiến thắng dành cho tay đua mang số đề số 63 của Belio Kenda Đồng Nai, Phước Bình Hòa. Về vị trí thứ hai, đó là tay đua Trần Vương Lộc của ekip quân đội, và vị trí thứ ba đó là tay đua mang số đề 133 Trần Thanh Quang của Nhựa Bình Minh Bình Dương. Ở phía sau vẫn là một động thái rất ung dung của ekip thành phố Hồ Chí Minh New Group và thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Những guồng chân này có lẽ họ vẫn chỉ đang đi với tốc độ chừng 33-38 km/h để kiểm soát tốp đông ở phía trên. Nhìn động thái này chúng ta có thể biết là đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama và New Group họ rất muốn để cho tốp này đi về đích luôn cũng được. Tuy nhiên thì chắc chắn các tập thể khác sẽ không để điều này xảy ra. Chắc chắn là trong những km sắp tới thì các tập thể như là Vĩnh Long, An Giang và như Bình Dương chắc chắn sẽ đưa tốc độ lên để bắt kịp tốp đông. Và một ekip khác chúng ta không thể bỏ qua, đó là các tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp và Đô Ba Gan Đồng Tháp. Những người đã lấy được sự tự tin rất lớn sau khi Trần Tuấn Kiệt có cú đẩy xe tuyệt vời để vượt qua những chân nước đúc hàng đầu đến từ nước ngoài và trở thành tay đua Việt Nam đầu tiên có được chiến thắng chặng ở chặng đua ngày hôm nay. Và không có lý do gì mà họ không chờ đợi hai chiến thắng liên tiếp ở trong chặng đua về đến thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa cả. Belio Kenda Đồng Nai hiểu thành phố Hồ Chí Minh đang muốn họ tăng tốc độ hơn nữa để đảm bảo rằng các đối thủ cạnh tranh của họ như Bình Dương hay tập đoàn Lộc Trà An Giang không thể có được giải thưởng ở màn cạnh tranh đã đích đến. Và chính vì vậy họ cũng đang liên tiếp gia tăng tốc độ và tìm kiếm cho mình chiến thắng chặng đầu tiên của ekip Đồng Nai tại cúp truyền hình năm nay. Ở tốp đông phía sau thì đang có những đợt tấn công mới để rượt lên trên tốp 1, và lúc này thì các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh cũng phải căng sức ra để bắt lại. Một vài cú nhấn bàn đạp đã đẩy tốc độ của đoàn đông phía sau lên, và khoảng cách giữa hai tốp lúc này chỉ còn dưới 1 phút 30 giây. Các vận động viên ở tốp đầu vẫn duy trì tốc độ của mình. Tuy nhiên chắc chắn những km về sau thì các vận động viên ở tốp 2 họ sẽ liên tục tổ chức tấn công. Sau một vài đợt tấn công nhỏ lẻ không thành công của tốp đông ở phía sau thì lúc này hai tốp lại đang duy trì khoảng cách ổn định tầm trên 1 phút. Rõ ràng là với khoảng cách như thế này thì tốp sau đã có những động thái tấn công khá quyết liệt để nhằm tốp lại, bắt lại tốp đầu. Trên màn ảnh của chúng ta đó là các vận động viên ở tốp thứ hai đang có những pha tấn công nhỏ lẻ. Từ góc bay flycam này thì có thể thấy là khoảng cách giữa hai tốp đã được thu ngắn đáng kể. Và trong thông báo gần nhất của các trọng tài ở trên đường thì tốp 1 hiện tại đang còn 7 vận động viên. Và tay đua đã tấn công rất năng nổ ở trong chặng đua ngày hôm nay, Nguyễn Phạm Quốc Khang của Belio Kenda Đồng Nai cũng đã nhập vào tốp đông ở phía sau. Lại thêm một đợt tấn công tăng tốc nữa của các tay đua ở tốp đông. Với tình thế này thì có lẽ là hai tốp chuẩn bị nhập thành một. Như vậy là lúc này thì đoàn đua đã chính thức tốp đông ở phía sau bắt kịp vào tốp 1. Nhưng ngay sau đó chắc chắn sẽ có những đợt tấn công mới, và đó lại là một cú nhấn bàn đạp của tay đua trong màu áo Belio Kenda Đồng Nai. Tiếp tục là những đợt tấn công để hình thành nên một cục diện mới. Ở trên màn ảnh của quý vị là một nỗ lực của tay đua của đội tuyển xe đạp Thanh Hóa. Đã có vẻ là tay đua Nguyễn Văn Lạm. Một nhóm đầu rất đông, những tay đua đã tách ra được với 15 tay đua. Nhưng đó không phải là một cuộc tấn công tách tốp lý tưởng. Cần có thêm sự phân hóa nữa. Vừa rồi thì chúng ta đã được thấy một nhóm khoảng chừng 3 tay đua cố gắng tách ra khỏi đoàn đông. Như vậy là lúc này theo thông tin từ phía trọng tài thì nhóm 3 tay đua đầu tiên đã tách ra và tạo ra được khoảng cách chừng 15 giây so với đoàn đông ở phía sau rồi. Ở đoàn đông phía sau từ góc quay flycam chúng ta đang được thấy có những sự toan tính của các tay đua. Có nhiều tay đua đang cố gắng tách ra khỏi đoàn đông và 3 tay đua, 4 tay đua đang mở tốc độ để thoát đi. Ngay lập tức thì có thể nhận thấy các tay đua của ekip thành phố Hồ Chí Minh Vinama và thành phố Hồ Chí Minh New Group đã ráp đội hình để tăng tốc và đuổi theo rất nhanh
và một động thái tấn công nữa của rất nhiều tập thể đang cố gắng giúp cho đoàn đồng ở phía sau gia tăng tốc độ và bắt vào các tay đua đi đầu. Với nhiều bình minh Bình Dương, họ thực sự đang chờ đợi một cơ hội nữa dành cho Safa Novi Cup để đội đua này có được áo vàng kể từ khi xe đạp Bình Dương có danh xưng là nhựa bình minh Bình Dương. Safa Novi Cup lúc này đang đồng giờ cùng với Timofey Ivanov và Igor Frolov, và tay đua này có khả năng để tranh chấp nước rút. Đây là ba tay đua đi đầu, Trịnh Đức Tâm của tập đoàn Lửa Trời An Giang, Trần Nguyễn Minh Trí giữa Domesco Đồng Tháp và Phan Công Hiếu của đội Le Fruit Đồng Nai. Vẫn là những cuồng chân rất mạnh mẽ và những phiên kéo liên tục được tạo ra bởi ba tay đua đi đầu. Đây là động thái tấn công của các tay đua bên phía ekip Quân Khu 7, những người đang thiệt quân ở trong nhóm đi đầu trong cuộc cạnh tranh cho ba thứ hạng ở trên bảng xếp hạng đồng đội. Và ngay lập tức thì các tay đua của ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama cũng đã nối vào. Và chúng ta có thể thấy ở bên phải là một tông của các tay đua 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long. Và đây là đoạn thẳng mà các tay đua bắt đầu thể hiện ý đồ của mình. Các tay đua bên phía ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long và Nông nghiệp Vĩnh Long đang bắt đầu tăng tốc lên phía trên. Với dáng đạp này thì có lẽ đó là tay đua Võ Thanh An của ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long đang làm tốc độ để đưa đoàn đông phía sau bắt kịp các tay đua đi đầu. Phan Công Hiếu đã ngoái lại nhìn, có vẻ là họ cũng đã nhận được những tín hiệu về sự tăng tốc của đoàn đồng ở phía sau. Góc máy cho thấy là cả ba tay đua đi đầu đã nằm trong tầm kiểm soát của đoàn đồng phía sau. Những cuồng chân của Trịnh Đức Tâm có vẻ đã lơi đi, bởi vì lúc này thì đoàn đồng đã ở rất gần bộ ba tấn công ở phía trước. Và như vậy là đã nhập top, một cuộc tấn công mới đang diễn ra khi các tay đua của ekip 620 Châu Thế Vĩnh Long là những người làm chủ tốc độ và họ đang tăng tốc để cho Mikel Ren cùng với Martin Lass có được một vị trí thuận lợi. Lúc này thì chúng ta cũng đã thấy Roman Maikin đang đi rất sát vị trí của Peter Dikunov. An Giang phải thành công ở trong chặng đua ngày hôm nay. Nếu họ kiếm được 10 giây thì mọi thứ sẽ có vẻ khác hơn khi chúng ta bước vào chặng đua đồng đội tính giờ. Rõ ràng chúng ta quan sát thấy Roman Maikin đang nằm rất sát với lại Martin Lass, và sau Roman Maikin là Peter Dikunov. Ở sau lưng Peter Dikunov là Trần Tuấn Kiệt, còn phía sau Trần Tuấn Kiệt chính là Safa Novikov. Chúng ta có thể thấy là Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng không đứng ngoài cuộc, với Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Bình cũng đang đi rất sát với các chân rút của các đội ở phía trên. Lúc này các tay đua đang tranh tài ở khu vực đường Hồ Xuân Hương và họ đang sẵn sàng cho màn cạnh tranh ở đích đến. Chúng tôi đã quan sát thấy được hình ảnh của những chiếc xe mô tô Tiền Vương và lúc này tốc độ của đoàn đông đang bắt đầu được tăng lên. Võ Thanh An đang là những người đang là người đi đầu tiên trong phía đội hình của 620 Châu Thế Vĩnh Long. Còn 2 km nữa các tay đua sẽ về đích. Safa Novikov cũng đang đi rất gần vị trí của Peter Dikunov, và hai tay đua của ekip Thành phố Hồ Chí Minh New Group có lẽ là Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Văn Bình cũng đang tìm kiếm chờ đợi cho mình một cơ hội. Anh đang đi rất gần với tay đua Trần Tuấn Kiệt của Lovagan Đồng Tháp. Như vậy lúc này áo xanh Peter Dikunov đã đu lên rất sát ở phía sau lưng Martin Lass. Những tay đua mặc áo vàng, áo trắng và áo xanh cũng đang có mặt ở trong nhóm này. Đội 620 Châu Thế Vĩnh Long đang tăng tốc, họ đang đi với những cuồng chân rất mạnh mẽ để hướng về đích đến. Martin Lass lúc này còn hai tay kéo. Đây là 500 km, đây là 500 m cuối cùng. Vẫn chưa có một tay đua nào có thể tràn lên. Peter Dikunov đang gia tăng tốc độ, anh đang bám rất sát vị trí của Martin Lass. Còn phía trên là Mikel Ren với những pha kéo cuối cùng của mình. Mikel Ren vẫn đang tiếp tục. Ngay phía sau đó là vị trí của Martin Lass. Martin Lass lúc này bắt đầu tăng tốc. Một màn rút quá xuất sắc của Peter Dikunov, anh đã hơn đối thủ cả thân xe. Và đó là thành công dành cho tập đoàn Lộc Trời An Giang với chiến thắng của Peter Dikunov. Xin chúc mừng Peter Dikunov, anh đã có một chiến thắng và lấy cho mình 10 giây thưởng để rút khoảng cách với lại áo vàng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại màn cạnh tranh đích đến từ góc quay flycam của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Peter Dikunov đã ra xe nhanh hơn và Safa Novikov có vẻ đã không hụt, đã hụt tầm. Vậy là màn cạnh tranh hạng nhì và hạng ba là của Nguyễn Văn Bình và Martin Lass. Vậy là áo vàng không đổi chủ. Về hạng tư là Nguyễn Tấn Hoài. Hạng năm là Safa Novikov. Không có mặt trong ba hạng đầu. Safa Novikov không kiếm thêm được giây thưởng và không thể lấy áo vàng từ tay Ivanov Timofey. Và ngày hôm nay, dù chặng đua từ thành phố Hà Nội về thành phố biển Sầm Sơn Thanh Hóa đã diễn ra trong một điều kiện thời tiết vô cùng bất lợi, những cơn mưa kéo dài từ đầu ngày,
Nhưng với quyết tâm để có được một chặng đua thành công tốt đẹp thì các lực lượng trọng tài điều hành, các lực lượng mô tô bảo vệ lộ trình đường đua, các lực lượng cảnh sát giao thông ở các địa phương, các tỉnh thành mà đoàn đua đi qua đã có sự phối hợp tuyệt vời. Và hình ảnh vừa rồi khi chúng ta thấy các tay đua của đội tuyển Thanh Hóa về đích an toàn đã khép lại một chặng đua thành công tốt đẹp, và người hâm mộ cũng được chứng kiến những màn cạnh tranh vô cùng hấp dẫn ở đích đến. Chúc mừng tay đua Peter Rigonov của tập đoàn Lộc Trời An Giang đã giành chiến thắng chặng rất xuất sắc ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vào ngày mai thì các tay đua sẽ có một ngày nghỉ tự do tại thành phố biển Sầm Sơn xinh đẹp trước khi bước vào chặng thi đấu quan trọng, chặng 7 đua đồng đội tính giờ tại thành phố Sầm Sơn. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Chạm đích Vinh Quang cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Khi Win S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.